Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trường ngập lụt, thầy hiệu trưởng dũng cảm bơi đến trường trong cơn lũ. Theo ghi nhận từ báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, sốt ruột khi trường lớp bị ngập sâu trong nước, một thầy hiệu trưởng bơi vào trường để kiểm tra và nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng. Xã Quang Vinh là vùng ngập sâu ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Hiện gần như cả xã
mưa lũ kinh hoàng ở Cao Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.